Xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin được phép quay trở lại cái phần 2 của chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi trong phần 1, quý vị cũng đã nghe đến cái phần giới thiệu về cơ sở hy vọng và đồng thời cũng nói về một số các cái hoạt động trong thời gian 2 thập niên vừa qua. Thế rồi cũng là nói đến cái công tác tương đối khẩn cấp, đó là cái việc mà cứu trợ cho những nạn nhân bão lụt. Trong phần 2 này, kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi sẽ đặc biệt tập trung đến một cái đối tượng mà có lẽ tất cả mọi người chúng ta đều mang ơn họ. Khi nói tới điều này, hẳn quý vị hiểu đó là ai. Đấy chính là những người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà trong cái cuộc chiến giành tự do cho đất nước cho đến năm 75, họ đã hy sinh một phần thân thể để tham gia vào trong cái công việc chiến đấu giành tự do. Điều rất không may là miền Nam Việt Nam đã thất thủ, và sau năm 75, cái số phận của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nó lại còn bi thảm hơn nữa. Và đây nó là một trong những người mà có lẽ chúng ta suốt đời không bao giờ quên được cái ơn mà họ đã hy sinh. Chính vì thế, đây nó là một trong những công tác mà thưa quý khán thính giả được đặt rất nặng bởi các anh em ở trong cơ sở hy vọng. Và vì thế chúng tôi dành chọn cái phần 2 của cái chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm này để nói về cái công việc nhằm để mà hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Sài Gòn, các tỉnh thành ở Việt Nam của chúng ta. Xin bắt đầu, và trước tiên xin mời anh Luận có thể bắt đầu trước. Anh cho biết là cái công việc liên quan tới cái chuyện hỗ trợ cho các thương phế binh này nó bắt đầu từ đâu, thưa anh, từ lúc nào? Dạ, kính thưa quý khán thính giả, có lẽ cái điều trước tiên mà chúng tôi là những cựu quân nhân và rất là chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh Chùa Liên Trì là người đã có sáng kiến quy tụ anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa về Chùa Liên Trì để mà mời họ một bữa cơm vào mỗi dịp Tết vào năm 2011 và 2012. Nhưng sau đó Cộng sản Việt Nam đã cưỡng bách và không cho Hòa Thượng Thích Công Tánh tổ chức, cũng như dùng mọi cái thủ đoạn để ngăn cấm các thương phế binh về Chùa Liên Trì. Do đó Hòa Thượng Thích Công Tánh đã trao lại cái việc tổ chức hàng năm cho các linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng. Và từ năm 2013, tiếp tục cái công tác của Hòa Thượng Thích Công Tánh, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế quy tụ một số đông anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa quy tụ về dòng Chúa Cứu Thế và tổ chức những cái buổi đầu xuân gọi là cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và qua cái chương trình đó thì anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có một cái dịp gặp gỡ nhau vui vẻ, các chiến hữu ngày xưa gặp lại và cùng quy tụ với nhau, cùng dùng một bữa cơm trưa với các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, và cùng ngày đó nhận một món quà rất là thương yêu của đồng hương Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại và của trong nước trao cho các anh em thương phế binh. Và cái công việc đó của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế vẫn tiếp tục. Tuy nhiên sau đó cũng có gặp những cái trở ngại từ chính quyền cũng như từ giáo quyền. Do đó cái công tác đó từ năm 2015 đã bị gián đoạn. Tuy nhiên các linh mục dòng Chúa Cứu Thế cũng đã tổ chức cách này cách khác và cũng đã tổ chức được những cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mỗi dịp đầu xuân và dưới cái chủ đề là bên nhau đi nốt cuộc đời. Và 2017, 2018 cho đến 2019, những cái mùa xuân năm đó, tất cả anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tụ tập về dòng Chúa Cứu Thế có lúc lên đến 4-5 ngàn người. Tuy nhiên, năm 2019, vì có cái sự thay đổi của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, hầu hết các linh mục phụ trách về thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị đổi đến các địa điểm xa, do đó cái chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tạm thời gián đoạn. Tuy nhiên qua những cái sự khuyến khích của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước,
muốn giúp đỡ anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Do đó các linh mục chồng cứu thế tổ chức qua một cái hình thức mới, đó là các linh mục chồng cứu thế chính thức đi thăm các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa và trao những cái món quà thân yêu của chúng ta tới tận tay của các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa từ các vùng, từ các địa phương miền Trung, miền Nam, miền Trung, miền Cao Nguyên và miền Nam, Nam Bộ, trao tới tận tay. Đó là những cái sơ khởi mà chúng tôi xin trình bày cùng quý vị khán thính giả. Vâng, cảm ơn anh Luận. Và kính thưa quý khán thính giả, hẳn đây nó là một trong rất nhiều những cái nỗ lực của người Việt ở hải ngoại trong cái việc mà bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta đối với lại những thương phế binh mà ngày hôm nay vẫn còn đang sống sót ở tại Việt Nam của chúng ta đây. Lẽ dĩ nhiên là bên cạnh cái cố gắng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là nhỏ nhoi của các anh em thuộc cơ sở Hy Vọng ở hải ngoại này, hàng năm trước đây tôi nghe nói vẫn có những cái chương trình vận động rất lớn của các anh em của cựu quân nhân, thì xin anh Thông có thể cho biết qua về cái nỗ lực chung đó như thế nào thưa anh? Thì chúng tôi cũng rất là may mắn được cộng tác với lại các linh mục dòng chung cứ thế, và trong vấn đề yểm trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng và cảm ơn các cha dòng chú cứu thế đã tổ chức hàng năm cái dịp vào cuối năm dương lịch và đầu năm nhân dịp Tết Nguyên Đán, họ tổ chức cái buổi tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và quy tụ lại các anh em. Như anh Luận đã trình bày là đây là cái cơ hội để cho các anh em gặp gỡ nhau, hàn huyên, và họ rất là vui mừng được gặp lại nhau và nhận món quà thân nhân ái mà quý đồng hương đã yểm trợ qua các cha dòng chú thế. Và cái điều đặc biệt chúng tôi cũng rất ái mộ và cảm ơn các linh mục dòng chú thế là các ngài tổ chức những cái buổi khám bệnh miễn phí cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là phát những cái gậy chống rồi xe lăn và thuốc men, và các ngài cũng mua bảo hiểm y tế cho một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa họ không có đủ khả năng, và giúp gia đình họ, và các ngài cũng lo vấn đề mai táng nữa, giúp đỡ những anh thương phế binh nào qua đời thì họ các cha đến tận nơi và giúp đỡ mai táng, cũng như là giúp đỡ gia đình những người còn của những thương phế binh kém may mắn đó. Và ngoài ra các ngài cũng giúp cho sửa chữa nhà ở nếu mà các thương phế binh cần nhu cầu. Các linh mục đưa những thiện nguyện nguyên đến cho từng gia đình để mà giúp họ sửa lại cái nơi căn nhà nhỏ bé của họ. Và chúng tôi cũng rất là may mắn được yên trí là các ngài đã đến tận nơi giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở tại nhà của quý vị đó, và cũng có thể có những nơi mà có quy tụ được các thương phế binh ở một địa điểm nào đó thì các ngài cũng có nhiều rất thường thiện nguyện viên giúp các ngài để đưa tận tay, trao món quà tận tay đến gia đình của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, cảm ơn anh Thông. Kính thưa quý khán giả, trong lúc mà chúng tôi đang nói chuyện, hẳn quý vị cũng xem thấy một số hình ảnh mà chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để gửi gắm đến quý vị, mà qua đó chúng ta có thể trông thấy được các cái sinh hoạt của các gia dòng chủ quốc thế, cũng như là cái việc mà các thương phế binh đã tụ họp với nhau như thế nào. Nhìn những cái bức hình đó quả thật nó rất là xúc động, khi mà những người trong quá khứ đã một thời rất oanh liệt và đã cống hiến một phần thân thể của mình cho cái sự nghiệp tự do của đất nước, và sau cùng thì đã phải sống một cái hoàn cảnh vô cùng là khổ sở. Và không những thế, thưa quý khán thính giả,
họ lại còn bị ngược đãi dưới cái chế độ cộng sản phi nhân này. Cho nên đây nó là một trong những cái điều mà có lẽ không phải chỉ có cơ sở hy vọng, mà đã có rất nhiều các cái tổ chức, đặc biệt là cựu chiến sĩ ở hải ngoại này cũng đã có cái đóng góp đó. Có lẽ là anh Luận sẽ giúp tôi trả lời cái câu hỏi hồi nãy tôi có nêu ra với anh Thông liên quan tới cách hoạt động khác mà tôi biết là phải nói là rất là hiệu quả, rất là to lớn, thưa anh. Dạ, chúng tôi được biết rằng là bên hội cô nhi quả phụ thương với bên Việt Nam Cộng Hòa trước đây là do Trung tá Nguyễn Hành Nhân và một số anh em cựu chiến sĩ trong hội cựu chiến sĩ về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó tôi cũng là trong sinh hoạt trong hội cựu chiến sĩ, thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức hàng năm ngày biết ơn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đây cũng là một cái tổ chức rất lớn và hàng năm được cái sự đóng góp của đồng bào và cũng chuyển về cho quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Tuy nhiên thì hai tổ chức có hai cái phương thức gửi khác nhau. Chúng tôi xin minh xác là bên hội thương phế binh và cô nhi quả phụ thì gửi trực tiếp cho thương phế binh và cô nhi quả phụ, còn bên hội mà bên cơ sở hy vọng của chúng tôi thì gửi trực tiếp cho các linh mục chồng chú quốc thế và các linh mục chồng quốc thế tùy theo cái hoàn cảnh và giúp cho các quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa như giáo sư Lê Tín Thông đã trình bày. Và đặc biệt là cái quà đầu năm, cái món quà đầu năm thì chúng tôi cũng xin trình bày rõ là hiện nay đã có trên 7.000 quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã ghi danh, và mỗi lần như vậy thì các linh mục dòng chú quốc thế thường thì tặng cho mỗi ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là 2 triệu bạc Việt Nam, tức là khoảng gần 100 tiền Việt tiền Hoa Kỳ, thì đó cũng là một cái số tiền rất là lớn. Tuy nhiên thì cái cơ sở hy vọng của anh em chúng tôi cũng chỉ là một trong những cái phần đóng góp cho các cha dòng chú quốc thế, chứ ngoài ra còn có rất nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể và đặc biệt là đồng bào trong nước cũng đóng góp cho các linh mục dòng chú quốc thế rất là nhiều để mà giúp cho quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Yeah. Vâng, tôi nghe cái phần chia sẻ của các anh cũng như là xem thấy một số hình ảnh đó, thì chúng ta cũng biết là các gia đình chú quốc thế thì cũng đâu có bao nhiêu người. Yeah. Khi mà tổ chức đông như vậy thì bắt buộc là phải có thêm những người gọi là thiện nguyện viên mà anh Thông hồi đấy nói đó. Và đấy nó là cả một cái nỗ lực chung của đông đảo mọi người trong cái việc mà tiếp một tay để mà thực hiện cái điều mà chúng ta gọi là bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta đối với lại các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đến đây thì cho tôi hỏi một cái chi tiết về phần kỹ thuật thôi. Đấy là trước kia đó thì ở tại Kỳ Đồng thì là các vị thương phế binh đó tập họp lại ở một chỗ, thì có khi anh nói có khi cái con số nó lên tới là cả ngàn người, 4-5 ngàn người. Yeah. 4-5 ngàn người. Yeah. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì các ngài là phân tán đi các nơi, và vì vậy mà phải đến thăm từng người. Và nếu như vậy đó thì anh có thể chia sẻ cho quý khán thính giả được rõ là làm thế nào mà có thể đi thăm được 5-7 ngàn người, và trong khi đó thì chỉ có một vài linh mục thôi, hay là các ngài có những cái hệ thống nào đó để có thể thực hiện được cái việc thăm viếng này, thưa anh? Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, như chúng tôi đã trình bày là cái việc mà tổ chức hội tụ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa về 38 Kỳ Đồng là một cái gai đối với là chính quyền cộng sản, do đó họ tìm đủ cách để mà họ ngăn cản. Ngoài những cái hành động mà họ cản trở ra thì họ còn áp lực chính quyền, rồi họ áp lực giáo quyền và họ áp lực đủ thứ, và họ cho như đó là một cái sự mà gọi là giống như là một cái thách thức. Thành thử chỉ là họ tìm đủ cách để mà họ phân tán, họ không cho cái tổ chức quy tụ về dòng chú thế, do đó họ thì bắt buộc là các linh mục dòng chú thế mà phụ trách là phải đi phân tán khắp nơi. Thì được một cái may mắn là các linh mục dòng chú thế mà phụ trách thì hiện nay đã phân phối ra, thì có vị đã ra miền Trung, có vị xuống miền Nam, có vị thì gần Sài Gòn, do đó các vị đó tự động
tự động họ tập hợp lại những cái người tình nguyện viên, và cứ mỗi lần như vậy là khi mà đến cái mùa mà cái chương trình mà tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vào dịp Tết thì các ngài tổ chức những cái chuyến xe, những cái tình nguyện viên đi tận nơi và tập trung lại, có lúc thì tập trung tại nhà, có lúc tập trung các thương phế binh tại một cái xó chợ nào đó, tập trung bất cứ chỗ nào để tránh đi những cái con mắt hú vò của cộng sản, để rồi các ngài tiếp xúc và chuyển những cái món quà của chúng ta đến cho thương phế binh. Dĩ nhiên là cũng có một số thương phế binh không gặp được thì họ tự động họ về Sài Gòn, về kỳ đó, về ở cái chỗ mà các linh mục để mà nhận cái phần quà đó, hoặc là chính các linh mục gửi đến tận nơi cho họ qua những cái đường dây như là bưu điện hay qua những cái đường dây khác. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là công tác đó rất là khó khăn, và trong năm qua thì nói chung thì các linh mục cũng đã phân phối được khoảng trên 4.000 cho anh em, 4.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã nhận được những cái phần quà đó. Thì dĩ nhiên là trong cái số mà anh em thương phế binh mỗi năm thì đa số anh em cũng đã tuổi trên 60 rồi, có vì cũng là 70-80 tuổi rồi, thì cái số mà qua đời cũng rất là nhiều. Trong năm vừa rồi thì theo như các linh mục cho biết cũng khoảng trên mấy trăm quý ông thương phế binh Việt Nam của chúng ta đã qua đời. Vâng, cảm ơn anh. Rõ ràng là chúng ta thấy, thưa quý khán thính giả, đây nó là một cái việc tuy nhỏ đấy nhưng mà nó cũng rất khó khăn. Không phải chỉ là cái công việc tự nó khó mà là vì cái áp lực xung quanh và ngăn cản của Cộng sản Việt Nam, cho nên cái việc thực hiện này nó lại càng trở nên khó khăn hơn nữa. Và cũng từ đó thì chắc chắn như anh đã chia sẻ là đã có rất nhiều những người thiện nguyện viên cùng tham gia đóng góp. Những người đó có thể ở trong giáo xứ, những người đó có thể trong các cái đoàn thể ở tại cái nơi họ sinh sống và đã tiếp một tay. Chứ còn chúng ta có thể tưởng tượng là đi tìm đến nơi của 4.000 người rải rác ở khắp các nơi, nó không phải là cái chuyện đơn giản. Và đấy nó là một trong những cái nỗ lực mà chúng tôi rất là khâm phục khi mà nghe thấy các linh mục ở dòng chúa Cứu Thế đã tìm mọi cách để vượt qua cái khó khăn và có thể đến được với các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng như chúng tôi đã thưa là một số các hình ảnh mà quý vị trông thấy rất ít, nhưng đó cũng là nó nói lên được một số các cái hoạt động mà chúng ta biết, và cũng do cái sự phối hợp của cơ sở Hy Vọng với lại các linh mục dòng chúa Cứu Thế ở Việt Nam để thực hiện. Đến đây thì xin đi vào một vài câu chuyện thôi. Thì tôi biết là các anh là những người mà vì quan tâm cho nên theo dõi rất sát và cũng biết được khá nhiều những cái mẩu chuyện đời của các anh em thương phế binh hiện nay. Thế thì có một cái câu chuyện nào mà các anh có thể biết được thì có thể chia sẻ đến quý khán thính giả, anh Luận? Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, thật sự là cá nhân tôi cũng đã là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã hai lần bị thương. Tuy nhiên thì may mắn những cái vết thương của tôi thì nhẹ thôi. Tuy nhiên những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hiện nay là cái cấp độ 3, tức là tàn tật, hoặc là mất chân, mất tay, hoặc là bị mù mắt, hoặc là bị mổ óc, hoặc là tất cả cái những phải nói là rất là nặng nề. Rồi ngoài ra những cái khốn khổ của anh em là bị chính quyền nó đày đọa, nó không cho sinh sống như là những cái người bình thường. Do đó đa số anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta phải lặn lội, phải đi bán vé số. Có anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa phải đi trên hai cái tấm ván vì chân đã mất rồi. Có anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, có anh thì bị mất cả luôn hai chân và hai tay, có anh thì bị mắt mù thì phải đi bán vé số thì cũng phải có nhờ cháu hay là nhờ con em gì đó dẫn dắt đi. Rất cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Và phải nói rằng là trong năm vừa qua đó thì có một cái câu chuyện này, đó là khi mà một số anh em thương phế binh vì không có nhà ở, sống lây lất ở Sài Gòn, do đó các linh mục dòng chúa Cứu Thế mới làm một số nhà ở Lộc Hưng, ở Lộc Hưng, vườn rau Lộc Hưng đó, làm một số nhà để cho
một số anh em thương phê binh về đó tá túc và ban đêm. Thì đã là tôi nhớ không lầm là khoảng được 4 cái căn nhà, nhưng mà sau đó cộng sản nó lại thấy cái tình trạng đó, do đó nó là vào nó phá cái vườn rau là không, trong đó nó phá luôn cả cái những cái nhà mà tạm trú cho anh em thương phê binh. Bây giờ thì số anh em thương phê binh đó cùng sống vất vưởng, cùng sống lang thang, và thỉnh thoảng khi mà họ túng thiếu thì họ lại tìm đến các linh mục chồng chú thế để nhờ các linh mục chồng chú có thể giúp cho họ sống qua ngày. Đó là những cái hoàn cảnh mà tôi có thể kể được, nhiều nhiều lắm. Tuy nhiên trong cái thời hạn rất ít thì tôi có thể đơn cử được một vài trường hợp. Vâng, cảm ơn anh Luận rất nhiều. Và kính thưa quý khán thính giả, hẳn đây nó là một trong những công việc mà nó khiến tất cả mọi người chúng ta không thể không quan tâm. Và vì vậy, cũng trong cái cơ hội này, chúng tôi cũng một lần nữa xin mời anh Thông gửi cái lời kêu gọi của anh đến toàn thể quý khán thính giả của Việt Media, cũng như là quý vị độc giả của Vận Hội Mới và tất cả quý vị, để chúng ta qua đó có thể tham gia đóng góp. Xin mời anh Thông. Thưa bác sĩ Việt, thưa quý đồng hương thân mến, thì cũng như việc giúp đỡ các tù nhân lương tâm cũng như là các nạn nhân bạo lực, thì cơ sở hy vọng cũng tiếp nhận những sự đóng góp yểm trợ của quý đồng hương cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cái việc đóng góp của quý đồng hương cũng được trừ thuế hàng năm. Và xin gửi về cơ viết trên ngân phiếu hai chữ hy vọng mà thôi, và ghi ở dưới memo thương phế binh hoặc là nạn nhân bạo lực hoặc là tù nhân lương tâm, và xin gửi về địa chỉ hy vọng PO Box 397 Midway City California 92655. Tôi xin lặp lại, PO Box 397 Midway City California 92655, và mọi liên lạc xin gọi điện thoại 714-277-9888 714-277-9888 hoặc là 714-867-3839 714-867-3839. Chân thành cảm ơn quý đồng hương. Và nhân cái cơ hội này thì chúng tôi cũng xin cảm ơn một vài đồng hương có gọi điện thoại trực tiếp và có nhảy muốn xin cái địa chỉ của một vài thương phế binh trong cái hoàn cảnh rất là bi đát, thì họ muốn có địa chỉ để mà yểm trợ, bảo trợ cho tôi gia đình. Nếu những có thể đó thì xin gọi vào cái số điện thoại mà giáo sư Lê Tinh Thông vừa mới đưa. Rất tiếc kính thưa quý khán thính giả, chương trình hội luận của chúng tôi đành phải chấm dứt ở đây. Xin thành thật cảm ơn giáo sư Lê Tinh Thông và ông Nguyễn Đức Luận đã dành thời giờ để cùng đến đây và trao đổi với chúng tôi. Mong rằng non 45 phút vừa qua, những điều mà chúng tôi chia sẻ sẽ là những cái chất liệu để gửi đến tất cả quý vị. Và qua đó chúng ta cố gắng tham gia đóng góp cái phần của mình cho việc chung. Hẳn nhiên đây nó là cái lời kêu gọi của những người cùng khổ, mà có lẽ tất cả mọi người chúng ta trong cái tâm tình của cái ngày lễ tạ ơn này sẽ chia sẻ cái tâm tình đó đến với tất cả những người xung quanh. Chúng tôi xin thật cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.